Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyền, mình đến từ HL Studio. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một sản phẩm vô cùng cần thiết cho các ekip quay phim hoặc các studio cần ánh sáng chuẩn trong quá trình mà chúng ta quay phim hoặc là chụp hình. Đó là đèn Spotlight Kit 800W có dimmer. Sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm một thân đèn và một bóng đèn. Chúng ta sẽ lắp vào như thế này. Đèn khá là gọn nhẹ, rất là tiện lợi trong quá trình di chuyển. Với giá thành rẻ và đầy đủ tính năng sẽ đảm bảo nhu cầu sử dụng cho mọi đối tượng. Loại đèn này có công suất là 800W với nhiệt độ màu là 3200K sẽ cho chúng ta ánh sáng vàng. Khác với đèn LED, chúng ta sẽ phải đắn đo với các chỉ số CRI, TLCI. Thì đèn kit sử dụng bóng sợi đốt, tức là khả năng tái tạo màu tương đương với ánh mặt trời. Bóng có tuổi thọ là 200 giờ. Đèn có giá thành thấp hơn nhiều so với các dòng đèn spotlight hiện tại, vậy nên sẽ rất phù hợp với các anh em có chi phí eo hẹp. Tuy nhiên thì sản phẩm cũng sẽ có một vài nhược điểm sau. Do đèn sử dụng bóng sợi đốt nên là nhiệt độ của đèn sẽ khá là cao. Nếu cầm hoặc lắp đặt bóng không đúng cách sẽ làm đứt dây tóc, dẫn đến việc bóng sẽ không sáng. Điểm chung khi sử dụng các bóng đèn sợi đốt đó chính là chúng ta sẽ phải thay bóng đèn thường xuyên so với các dòng đèn LED mới hiện nay. Đây là sản phẩm rẻ nhưng đem lại công năng vượt trội so với giá. Với chi phí tiết kiệm được thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư thêm vào các thiết bị khác hoặc bổ sung thêm một vài chiếc đèn để phục vụ cho việc quay chụp. Hơn nữa, so với các dòng đèn spotlight cỡ lớn với khung to và nặng, chiếc đèn kit 800W có lợi thế hơn hẳn khi các bạn mang theo rất là nhiều cái thiết bị quay chụp. Vậy nên chiếc đèn kit 800 này rất đáng để anh em lựa chọn. Có thắc mắc hoặc là câu hỏi, em có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.